Bây giờ chúng ta sẽ nhắc một chút về gia đình. Em được biết là anh có ba cháu và tất cả đều vô đại học đúng không anh? Cũng rất là may mắn, các đứa con của tôi thì nó cũng học tôi được một cái là lấy cần cù bù thông minh. Cho nên là có ba cháu thì hiện nay một cháu học đại học Y Dược Cần Thơ ngành y đa khoa, còn một đứa thì theo nghề của cha thì học đại học Cần Thơ ngành chăn nuôi, còn một đứa năm nay năm thứ hai công nghệ thông tin. Thì cứ cha con hay nói đùa với nhau, cha là bác sĩ cây trồng, rồi cái đứa con gái lớn thì bây giờ là bác sĩ ở trên người, cô kế đó thì là bác sĩ chăn nuôi ở trên động vật, rồi dạ. Còn bây giờ cái anh chàng kia là bác sĩ máy tính. Nhưng mà thật sự ra thì đó cũng là cái nỗ lực của mình. Tôi nghĩ rằng là khi mình giúp cho mọi người rồi thì cuộc đời sẽ lại trả lại cho mình những cái công việc mà mình đã làm cho người khác, thì mình lại cũng sẽ lại được hưởng lại những cái thành quả. Em nghĩ là các con của chú sẽ cảm thấy rất tự hào về cha của mình. Thật sự khi mà em ngồi đây với vị trí là một người trò chuyện, một MC thôi, mà nghe những gì chú chia sẻ từ trong ánh mắt, trong lời nói của chú, em cảm nhận được cái sự chân thành, cái sự mộc mạc và cái sự gần gũi vô cùng mà chú dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là với bà con nông dân. Thì chắc chắn là các con của chú cũng sẽ cảm nhận được tất cả những điều đó. Nhưng mấy bác sĩ đó hình như là chưa nhắc đến bác gái. Mình mới để nói có này. Những bác sĩ đó là phải có bác gái à? Đúng rồi, bây giờ mình phải nói về bác gái. Bà xã tôi thì hồi xưa là cùng nghề, nhưng mà vì gia đình neo đơn quá đành phải rẽ về làm hội trợ nội tướng này. Chứ còn không có theo đuổi được cái công việc. Một sự hy sinh dạ. Cảm ơn cô rất là nhiều đã đồng hành cùng với chú trong suốt mấy chục năm qua để hỗ trợ cho bà con nông dân của mình. Mà đặc biệt là mình thấy một cái sự khiêm tốn và kiên nhẫn của cái người làm nông nghiệp, luôn luôn hỗ trợ bà con. Và những người nông dân Việt Nam, rất nhiều người đang thay đổi bằng chính cái sự cố gắng của mình, chính mảnh đất của mình. Và chương trình Nông Dân Xin Chào đã chứng minh rất nhiều trường hợp như thế. Và hy vọng rằng những đứa con của anh, đặc biệt là có một người con đang theo nông nghiệp, cũng sẽ làm rạng danh cái nghề của cha. Và được biết anh là một cái người cũng rất là yêu văn thơ, thì bây giờ Tuyết Vinh có muốn thử ngay tại chỗ không? Dạ phải thử thách liền chứ anh, tại vì chương trình của mình ngoài việc là chia sẻ những câu chuyện còn đưa ra những thử thách cho nông dân nữa, phải làm cái gì đó mới mẻ. Rất nhiều người đã đến đây để hát rồi. Dạ. Nhưng mà chưa có ai sáng tác thơ hết. Chưa sáng tác thơ đúng không? Bây giờ mình đưa ra một thử thách là một cái cụm từ nào đó mà gắn liền với chú Bá Quang đi anh. Anh là bác sĩ về các giống cây trồng. Thế bây giờ là hai cái mệnh từ đó là bác sĩ và trồng trọt. Anh phải... Bà của anh sẽ tự sáng tác ra. Sáng tác liền một bài thơ hay là ngắn ngắn ở đây được không ạ? Tôi cũng phải ứng tác một vài câu thơ. Nghề tôi bác sĩ cây trồng, thăm đồng, chẩn bệnh mà không tính tiền. Không tính tiền, rồi sao sống? Bây giờ để mà biết không tính tiền mà vẫn sống được thì chúng ta phải chờ cái phần sau. Chờ, hồi sau sẽ rõ quý vị nha.